phố Lê Văn Hưu của Hà Nội. Nơi đây là một khu phố rất là sầm uất, là đông đúc. Thì hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái món bún chả Hương Liên, bún chả Obama đây. Đây các bạn, tại số 24 Lê Văn Hưu. Bán rất là đông, người ra vào tấp nập, chỉ một cái quầy nhỏ đặt tại mặt tiền thôi. Các bạn có thể thấy người ăn rất là đông, lần lượt ra chặt kín. Thì đây là bún chả Obama nổi tiếng đây các bạn. Ở đây chỉ có một chi nhánh ở 24 Lê Văn Hưu và một cơ sở hai là ở 59 Láng Hạ. Những hình ảnh của tổng thống Mỹ Obama một lần ghé ăn tại uống trà ở đây. Quán thì có hai chi nhánh tại đây và 59 Láng Hạ nha các bạn, rất là đông, vào ra liên tục và cả ở trên lầu nha các bạn. Là cái không gian thứ hai trên tầng 2 của bún chả Obama. Đây các bạn có thể thấy là khách vừa ra nhưng mà không gian lại là full khách lại rồi. Không gian máy lạnh rất là mát. Và có những người nước ngoài ở đây để thưởng thức cái món bún chả nổi tiếng tại Hà Nội. Đây, có những khách nhân viên đang bê cho khách. Tầng 3 nữa thì chúng ta đang ở cái không gian thứ hai ở tầng 2 phía sau của tầng 2 quán bún chả cũng rất là đông rồi, nhân viên liên tục bê bún chả cho khách. Tầng trệt mình nhìn từ trên lầu 1 đi xuống, trên lầu 2 đi xuống thì đây là không gian chính khi chúng ta bước vào quán. Không vào bún của quán, phía sau là sẽ là bếp. Khách đã chặt kính rồi nhưng mà khách vẫn liên tục vào. Và người khách của quán bún chả Hương Liên này ai cũng bất kỳ quán nào cũng mong muốn thì quầy tính tiền nó sẽ ở ngoài ngay cửa ra vào. Được đem ra đây sau khoảng 20 phút chờ đợi. Biết giờ kể lại đây là gì? Tỏi.
không hút. Đây, cho thêm mấy cái rau này vào. Đúng rồi, cho mấy cái rau vào. Ông hút quen là độc quyền luôn á. Là mì mango nhá. À, ăn như thế nào? Nó cái nét nó giống kiểu là của trà lan cổ ấy. Tức là cái gì nó cũng vừa vặn. Vừa vặn. Vừa vặn và nó đưa lên được là làm sao để cho hài lòng. Cái cảm giác cứ như kiểu là mình cảm thấy hài lòng, người ta sẽ cảm thấy hài lòng. Rồi, cảm ơn. Đâu. Sơ hai sẽ là ở 59 Láng Hạ. Và đây là chi nhánh chính. Ngày đó chúng ta sẽ gặp cô chủ của bún chả Liên Hương. Đây là cô Liên Hương. Cô ơi, cho con hỏi là bún chả mình bán bao nhiêu năm rồi ạ? 24 năm rồi ạ. Cô ơi, một phần bún chả mình thường thường là bao nhiêu tiền ạ? 40.000 ạ. Còn phần to thì bao nhiêu tiền ạ? To là 50. Dạ. Quán mình thì mở cửa từ giờ nào? 5 giờ sáng và tới 8 giờ tối. 8 giờ sáng, 8 giờ tối. Hai chi nhánh là một nhánh nữa ở Láng Hạ. Dạ. Thì cũng dạ. Cũng cảm ơn cô Hương Liên ạ. Cô Hương Liên ngồi lại trong quầy ngay tại đầu của quán. Khách ăn xong sẽ có phiếu và đem ra đây tính tiền. Thì rất là đông.